Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Vườn Sứ Trúc Ly nha. Hôm nay vườn kiển của con giới thiệu với cô chú anh chị một số cây hoa giấy nha, 4 cây hoa giấy nha cô chú anh chị. Cái này là giấy ghép đế Mỹ nha. Cây số 4 là gốc Việt nha. Ba cây đầu là con ghép giống mới là cẩm thạch. Cẩm thạch tím tiết nha cô chú anh chị. Lá cẩm thạch hoa màu tím nha, tím cà nha. Lá cẩm thạch nè. Đây là giống mới nha cô chú anh chị. Cây số 1 đến cây số 3 là con bán đồng giá là 250 con bao ship, 250 một cây con bao ship nha. Cây số 4 là cây ngũ sắc nha cô chú anh chị. Ngũ sắc ghép gốc thường 5 màu đang búp nụ nha. Cây số 4 là con bán với giá là 200.000 con bao ship. Rồi con sẽ giới thiệu từ cây cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cái này con bao ship đi bưu điện với gửi xe Tô Châu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà tiện nhận cái nào thì con gửi cái đó nha. Cây số 1. Cây số 1 này ghép gốc Mỹ nhưng mà cái thân một cốt nha, cái thân một cốt. Lên phân 3 nhánh. Tàn xum xê nha, đang rộ hoa nha cô chú anh chị. Này trong quá trình vận chuyển nó có sẽ rụng một số hoa nha. Mình dưỡng mình chơi hoa đợt sau nha. Này có hoa trên bông nha cô chú anh chị, mình yên tâm là đúng cây đúng màu nha. Cây số 1 250. Cây một thân một cốt, chi ba phân ba nhánh ra làm cái thế tam đa nha, cực đã luôn nha. Ba nhánh đều rò luôn, thẳng băng luôn á. Tím tiết cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cây số 2. Cây số 2 là một cây gốc quái một cốt nha. Gốc quái nha cô chú anh chị. Cái này là nó liền da rồi nha. Nó chóp chóp cái da ngoài nó liền da rồi nha. Gốc quái kỳ đã luôn. Có gốc bên đây rồi, gốc bên đây nữa. Nó ngộ ngộ. Cái này thân một cốt nha cô chú anh chị. Cái cốt của nó tầm hai ngón tay nha. Một cốt đi lên nha. Cái này mình về mình lấy bo hoặc là mình chơi thì mình bấm tàn lại cho nó tròn lại nha. Cây số 2 thân một cốt gốc quái. Cây số 3. Cây số 3 này gốc rất là đẹp luôn nhưng mà nó hơi lũa một tí nha. Gốc to đẹp luôn, 4 nhánh. Chỗ này nó hơi lũa nha. Lũa nhìn nó cũng ngộ ngộ nữa, nó lũa xong là nhìn như thác đổ á, như dáng thác đổ vậy đó. Rễ nó rất là nhiều nha. Cái này là da đã lành rồi nha cô chú anh chị. Đây là cây số 3 nha cô chú anh chị. Cây số 3 tàn cũng cực kỳ dài luôn. Này con đi hàng đi là con đảm bảo là đóng khung tre là con đảm bảo tàn cho cô chú anh chị mình luôn. Nguyên hiện cho cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha. Cây số 3 gốc rất là đẹp nha. Lũa thác đổ. Cây số 4 là con cây này con ghép 5 màu nha. Ở dưới là thân một cốt gốc thường nha. Đây nè. Chuẩn 5 màu cho cô chú anh chị mình luôn, đang nụ nụ nè. Đang nụ nhỏ hết luôn. Nó mới nở có màu đỏ ha. Hàng 5 màu bữa hổm con cũng này màu cam nha cô chú anh chị. Hàng 5 màu bữa hổm con cũng quay cho cô chú anh chị mình rồi á. Cái này là chuẩn con ghép 5 màu luôn. Cái này đang đơm nụ nhỏ nè. Về là mình có hoa mình ngắm chứ mà nếu như có hoa thì nó cũng sẽ rụng hoa ha. Cái này đang phượt lên nè. Đang cái này nó rất là tốt luôn, cái đọt nó rất là tốt, nó đang đơm nụ nè, bông chùm chùm luôn nè cô chú anh chị. Cái nhánh này cũng vậy nữa nè. Cái này là hàng ngũ sắc nha cô chú anh chị. Cái này là cây ghép ngũ sắc. 200.000 một chậu con bao ship luôn. Bao ship tận nhà luôn nha, gửi bưu điện là gửi tới tận nhà luôn nha cô chú anh chị. Rồi, hôm nay con có 4 cây nha. Cô chú anh chị mà ưng cây nào thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Hoặc là số này có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hộ vườn của con nha.